Chào bà con, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia về môi sinh. Mình đã có hơn 15 năm sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý các môi trường nuôi trồng thủy sản cho quý bà con trong ngành nuôi tôm, cá. Thì hôm nay chúng Thực xin chia sẻ với bà con về cái việc mà chúng ta duy trì cái thức ăn tự nhiên trên cái ao nuôi công nghệ cao. Để mà chúng ta duy trì cái thức ăn tự nhiên này trên ao công nghệ cao thì chúng ta cần phải làm gì? Và chúng ta cần lưu ý một số cái vấn đề như thế nào. Về cái đặc tính thức ăn tự nhiên, chúng ta biết là nó có cái nhiều cái ưu việt như là nó tạo cái sức đề kháng, ngoài ra nó lọc tảo cũng tốt và xử lý môi trường cũng rất là tốt. Nó giúp cho con tôm chúng ta là tỷ lệ dèo nó đạt và con tôm sung và cái tránh được cái những cái bệnh như là EHB, IMS hay là cái bệnh đó là AHBND gan tỵ cấp. Rồi nó lọc tốt cái môi trường và nằm sạch các cái đáy ao của chúng ta rất là nhiều. Với cái quy trình gì mà ngoài ra chúng ta tiết kiệm tiền điện để chúng ta ít thay nước, chúng ta xử lý bằng những cái thức ăn tự nhiên này. Thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta lấy nước vào từ cái việc mà chúng ta sử dụng cái ao sẵn sàng đó. Thì chúng ta tất cả các nguồn nước chúng ta sử dụng là chúng ta cũng không có sử dụng nhiều quá chất. Và chúng ta lấy nước vào thì chúng ta được phải đánh vi sinh trên cái ao sẵn sàng của chúng ta. Và từ cái ao sẵn sàng chúng ta cấp vào đó thì chúng ta cũng đánh vi sinh. Thì cái lượng vi sinh là chúng ta sử dụng cái ZBOS cộng với copper lock. Chúng ta nhân sinh khói, chúng ta sử dụng, chúng ta tạt, rồi chúng ta chạy oxy liên tục thì tạt vào buổi tối. Và với cái môi trường và pH khoảng 75-72 và với cái môi trường kiềm ổn định, pH ổn định thì chúng ta sụp khí thì trong vòng khoảng là 15 đến 7 ngày thì tất cả các cái hệ thức ăn tự nhiên này nó lên. Khi mà cái con copper bot, con gọi tư phơ, con khẩn yêu nó đã lên thì chúng ta thấy đó là cái thông số môi trường cũng như là cái nước ao của chúng ta rất là chuẩn và chúng ta thả tôm. Thì chúng ta liên tục đánh cái vi sinh. Chúng ta sử dụng cái vi sinh khoảng 15 lít trên 1.000 mét khối. Tuy nhiên mà chúng ta đã thả tôm rồi đó, với mật độ cao rồi đó, thì chúng ta cần phải chia nhỏ các cữ ra. Chúng ta có thể 6 cữ trên một ngày và mỗi một ngày chúng ta sử dụng khoảng 5 lít trên một mét khối, và chúng ta sẽ kết hợp thêm các cái anomin N00 hoặc là các beta lucan để tăng cái sức đề kháng thêm cho các cái việc con copper bot hoặc là các con gần tư phơ hoặc là cái nguồn tảo chúng ta, cái lượng vi sinh chúng ta ổn định. Nếu như các cái việc mà chúng ta cung cấp vào nó có dư đi nữa thì nó cũng tạo cái thức ăn cho cái con tôm của chúng ta luôn, và nó làm sạch cái nền đáy ao và nó làm cái nền thức ăn cho cái con vi sinh chúng ta phát triển, cho cái con động vật phù du chúng ta cũng phát triển luôn, nó nhân sinh sôi ra. Thì trong cái copper lock với ZBOS kết hợp chúng ta beta lucan hoặc là anomin N00 thì nó cũng đảm bảo đầy đủ những cái vitamin, acid amin, khoáng và các cái vi sinh để giúp cho các cái hệ môi trường của chúng ta rất là tốt và ổn định. Chúng ta duy trì khoảng là 10 đến 12 ngày. Và khi tôm chúng ta lớn thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển cho thức ăn công nghiệp vào một cách từ từ. Chúng ta sẽ có được cái bầy tôm như ý và cũng như là sức đề kháng rất là tốt, và con tôm cũng phát triển rất là tốt và nó vượt trội hơn rất là nhiều so với chúng ta cho cái thức ăn công nghiệp từ đầu. Thì đó là cách mà để chúng ta duy trì và cũng như là chúng ta cái quá trình mà chúng ta nuôi với cái quy trình mà chúng ta nuôi gây cái thức ăn tự nhiên, cái con copper bot hoặc là tư phơ hay là các cái động vật phù du này. Chúc cho bà con mình luôn luôn thành công. Xin chân thành cảm ơn.